chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ ba, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu xin ơn thánh hóa cho gia đình. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao đổi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba loài nghe lời con thiên tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy chuông, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thân dây, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong tay vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên nghiệp đàng, xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chịu cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăn xa dịp tôi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà, các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Suy niệm lời Chúa. Qua dụ ngôn lúa và cỏ lùn, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn và yêu thương con người.
Người biết con người yếu đuối và dễ sa trước cám dỗ của ma quỷ. Người kiên nhẫn chờ đợi con người hối cải và sẵn sàng tha thứ. Vì thế, chúng ta đừng vội vã lên án người khác và đòi Thiên Chúa trừng phạt họ. Chúng ta là ai mà dám lên án anh em? Đừng quên rằng nơi chính bản thân mình cũng có cả lúa tốt và cỏ lùn. Thay vì lên án người khác, hãy cố gắng nhổ cỏ lùn trong tâm hồn mình, nghĩa là thanh tẩy bản thân nên tốt, để xứng đáng được vào nước trời. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và dễ rơi vào bẫy tội lỗi. Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con biết gạn đục khơi trong, biết chọn lựa những gì đẹp lòng Chúa để thực thi. Nhờ đó, chúng con tin tưởng ngày Chúa trở lại, chúng con sẽ được cùng với Chúa vào nước trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng.
Lạy nữ vương, mẹ những lần làm cho chúng con được sống, được vui, được đầy ân lạy mẹ. Chúng con còn cháu Eva ở chốn khắp đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lòng than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bảo chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con. Đến sau coi đại xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sóng dối nắng mưa. Xin vâng cho trọn tình tròn chưa hiểu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đau sợ cô liêu. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang gọi nhau cầu nguyện. Ta nguyện này xin cho con tình đầy mong chân nhân. Lạy Chúa cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn từ thay. Xin trả lời chúng con thêm tôn cầu nguyện, được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực cùng phụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời đứng mẹ xin cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang, chúng con cho gọi một sự hiểu amen. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh ra thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.